Sau hơn 2 tháng phát động với hơn 600 thí sinh và 136 đội thi đến từ nhiều trường đại học đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trên toàn quốc, ngày 1 tháng 6 năm 2024 vừa qua, vòng chung kết VPBank Technology Hackathon 2024 đã diễn ra với những màn trình bày vô cùng hấp dẫn và gay cấn. VPBank Technology Hackathon 2024 là sân chơi công nghệ lớn do VPBank phối hợp với đối tác Amazon Web Service tổ chức, nơi hội tụ những tài năng trẻ đại diện cho sự sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu. 18 đội chơi xuất sắc nhất đã có mặt tại vòng chung kết để thi đấu tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 7 thử thách: bảo mật ứng dụng web ngân hàng trên môi trường điện toán đám mây, hiện đại hóa ứng dụng web ngân hàng, phát triển ứng dụng tìm kiếm ứng viên tuyến, tối ưu giá trị vòng đời khách hàng trong hệ sinh thái, phát triển hệ thống dữ liệu 360 độ khách hàng, thiết kế và phát triển hệ thống mã hóa dữ liệu, thiết kế tự động kiến trúc hệ thống. 18 đội thi đã trải qua một ngày thi đấu hết mình, sáng tạo và khát khao chinh phục công nghệ. Kết quả quán quân VPBank Technology Hackathon 2024 đã gọi tên đội chơi 100 Brotherhood of Deadline gồm 5 sinh viên và cựu sinh viên đến từ trường Đại học FPT Hà Nội.